Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay ngày 15 tháng 5, chương trình sẽ tiếp tục mang đến những thông tin hữu ích và thiết thực liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm, ngư nghiệp đáng chú ý cùng quý bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Sau đây sẽ là điểm những nội dung chính có trong chương trình. Đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển thành 500 hợp tác xã và 4 liên hiệp hợp tác xã. Cấp chứng nhận đăng ký mã vùng trên 12 huyện thành trong tỉnh Lâm Đồng trồng 6 loại cây ăn quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Chuyên mục con số hôm nay, cả nước đã tiêu hủy 1,3 triệu con heo vì dịch tả heo châu Phi. Kinh nghiệm quản lý sâu hại trên vườn bằng thiên địch trong sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và bà con, chương trình xin được bắt đầu với những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp đáng chú ý. Quý vị và quý bà con thân mến, sau 15 năm phát triển kinh tế tập thể, theo nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Lâm Đồng đã đạt những thành tựu quan trọng, tạo nền tảng bứt phá cho giai đoạn mới phát triển hiệu quả cao hơn nữa cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đóng góp tích cực vào tỷ trọng tăng trưởng chung của nền kinh tế địa phương. Theo con số thống kê, đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 315 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó chiếm nhiều nhất trên lĩnh vực nông nghiệp, 225 hợp tác xã. Kế tiếp gồm hợp tác xã hoạt động các lĩnh vực tín dụng nhân dân, công thương, còn lại là các hợp tác xã dịch vụ du lịch, giao thông vận tải, xây dựng, với tổng số thành viên hơn 63.600 người. So với 15 năm trước, toàn tỉnh Lâm Đồng tăng gần 215 hợp tác xã và gần 11.500 thành viên. Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển thành 500 hợp tác xã và 4 liên hiệp hợp tác xã, trong đó nâng tỷ lệ hợp tác xã khá giỏi lên trên 60%. Không còn mô hình hợp tác xã tồn tại hình thức, phấn đấu 70% cán bộ quản lý hợp tác xã được bồi dưỡng kiến thức về hợp tác xã. Cũng liên quan đến câu chuyện phát triển hoạt động sản xuất hợp tác xã, thưa quý bà con, đóng trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phú là một trong những đơn vị mạnh trong việc liên kết với người nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Mục tiêu đến năm 2020, hợp tác xã sẽ hợp đồng tiêu thụ khoảng 7.000 tấn rau, củ quả cho bà con nông dân trên địa bàn 3 huyện Đức Trọng, Đơn Dương và Lâm Hà. Theo đó, đến cuối năm 2020, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Phú liên kết với 60 nông hộ, mở rộng quy mô diện tích sản xuất trên 40 hectare rau củ quả gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Được biết, hiện nay trên địa bàn 3 huyện Đức Trọng, Đơn Dương và Lâm Hà, trong năm 2019 này, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Phú sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm rau củ quả với 29 nông hộ, tổng diện tích 25 hectare, đạt sản lượng 3.500 tấn. Dự kiến tổng kinh phí khoảng hơn 8,3 tỷ đồng xây dựng mô hình liên kết trong 2 năm 2019-2020 vừa nêu. Trong đó, ngân sách tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng, còn lại hơn 5,3 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Phú và nông hộ tham gia liên kết. Quý vị thân mến, thêm một thông tin rất đáng quan tâm khác với quý bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và quý bà con, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp chứng nhận đăng ký mã vùng trên 12 huyện thành trong tỉnh Lâm Đồng trồng 6 loại cây ăn quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Cụ thể, 6 cây thanh long, xoài, chôm chôm, mít, chuối, dưa hấu được cấp 6 mã vùng VNLDOR ở Đà Lạt gắn lần lượt 6 số 001, 002, 003, 004, 005 và 006. Ở Bảo Lộc gắn từ số 007 đến 0012. Và từ số 0013 đến 0072 gắn vào mã vùng VNLDOR trên 10 huyện còn lại trong tỉnh Lâm Đồng. Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện đang canh tác quy mô diện tích cây chuối hơn 1.056 hectare, hơn 25.470 tấn trên một năm, mít 878 hectare, gần 14.584 tấn trên một năm, chôm chôm 568 hectare, 3.844 tấn trên một năm, thanh long hơn 41 hectare, hơn 690 tấn một năm, dưa hấu 382 hectare, 14.905 tấn trên một năm và xoài 351 hectare, 4.058 tấn một năm. Liên tục chương trình, chuyên mục con số hôm nay, cả nước đã tiêu hủy 1,3 triệu con heo vì dịch tả heo châu Phi. Chuyên mục chuyện nhà nông, 9X khởi nghiệp thành công với mô hình sản xuất và chế biến hạt điều ngay trong thời điểm giá điều bấp bênh. Kinh nghiệm quản lý sâu hại trên vườn bằng thiên địch trong sản xuất nông nghiệp.
Chuyển sang những nội dung tin tức về hoạt động chăn nuôi đáng chú ý tại nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý vị, cụ thể tại Đắk Lắk, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay có 8 trên 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cơ bản đã khống chế được dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc, đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Dịch lở mồm long móng được phát hiện đầu tiên vào tháng 1 năm 2019 tại một hộ dân xã Y Quy, huyện Cư Quyên, sau đó lan rộng ra 10 trên 15 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số heo mắc bệnh là 2.642 con, trong đó đã tiêu hủy 2.534 con. Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định hỗ trợ tiêu hủy đối với heo bị mắc bệnh tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh, với mức 35.000 đồng một ký hơi đối với heo con, heo thịt, 70.000 đồng một ký hơi đối với heo nái, heo được giống đang khai thác. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk đã cung ứng cho các địa phương 152.000 liều vaccine lở mồm long móng, 9.000 lít hóa chất, 30 tấn vôi bột để phòng chống bao vây ổ. Thưa quý bà con, Đắk Lắk và nhiều địa phương đã thực hiện tốt việc dập dịch lở mồm long móng. Thế nhưng điều lo ngại nhất hiện nay với người chăn nuôi heo lại là diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi. Thực tế, những ngày qua, diễn biến dịch tả heo châu Phi nóng trở lại khi dịch tả heo châu Phi đã lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực miền Tây Nam Bộ vào ngày hôm qua, tức ngày 14 tháng 5, và trước đó là khu vực Đông Nam Bộ. Đặc biệt lo ngại khi bệnh dịch đã áp sát thành phố Hồ Chí Minh, thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất nước buộc thành phố phải tăng cường phòng chống dịch ở tất cả các nguồn, các mặt có nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh này. Từ khi dịch tả heo châu Phi bùng phát ở phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai phòng dịch bằng nhiều biện pháp, trong đó có việc kiểm soát nguồn heo nhập vào thành phố, kể cả nguồn heo quá cảnh thành phố để về các tỉnh miền Tây. Lực lượng thú y đã tăng cường chốt chặn tại các trạm kiểm dịch ở cửa ngõ thành phố 24/24, đồng thời kiểm soát cả đường bộ và đường thủy. Bắt heo từ CP trước khi nó làm một tờ giấy như vậy, thì em mới được về trạm 2 này Thủ Đức, bắt đầu mới được đóng dấu. Đóng con dấu này mới được vô trong thành phố, là vô lò thành phố mổ giết mổ. Dịch tả heo châu Phi áp sát thành phố không chỉ đem tới nguy cơ nguồn heo nhiễm bệnh từ các địa phương được đưa về thành phố tiêu thụ, mà đáng lo nữa là nguy cơ nhiễm bệnh cho đàn heo của thành phố. Do vậy, bên cạnh việc kiểm soát nguồn heo bên ngoài, thành phố Hồ Chí Minh cũng khẩn trương cho các biện pháp bảo vệ đàn heo tại chỗ, tuyên truyền vận động người chăn nuôi, tăng cường vệ sinh chuồng trại, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Phải kiểm soát chặt chẽ 100% nguồn từ các tỉnh vào thành phố bằng các biện pháp hành chính. Cái thứ hai thì kiểm ở đâu? Kiểm nội bộ. Tại vì chúng ta có đàn heo 234.000 con, 4.000 hộ, thì cũng phải kiểm chặt chẽ. Mặc dù dịch tả heo châu Phi ngày càng diễn biến phức tạp, tuy nhiên nguồn cung thịt heo của thành phố Hồ Chí Minh vẫn được đảm bảo cả về sản lượng lẫn nguồn thịt sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Ngành y tế và ngành chăn nuôi đã khẳng định, virus dịch tả heo châu Phi không có khả năng gây bệnh trên người và người dân hoàn toàn yên tâm sử dụng thịt heo đã được kiểm dịch an toàn và được ăn chín nấu kỹ. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Đến ngày 13 tháng 5, tổng số heo bệnh và tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi là gần 1,3 triệu con. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 13 tháng 5, bệnh dịch tả heo châu Phi đang xảy ra tại 2.296 xã, 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố, với tổng số heo bệnh và tiêu hủy gần 1,3 triệu con, chiếm khoảng trên 4% tổng đàn heo của cả nước. Đáng chú ý là đã có 29 xã thuộc 12 tỉnh có dịch bệnh đã qua 30 ngày, nhưng sau đó lại phát sinh heo bệnh, gần đây nhất là tại tỉnh Bắc Cạn. Dịch tả heo châu Phi là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, có thể gây chết 100% số heo mắc bệnh. Hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vaccine phòng bệnh. Virus dịch tả heo châu Phi có sức đề kháng cao, có thể tồn tại lâu ở ngoài môi trường và trong các sản phẩm thịt heo như xúc xích, dăm bông, salami vài chục ngày đến 1.000 ngày ở dạng thịt đông lạnh. Có khả năng chịu được nhiệt độ 56 độ C trong 70 phút, 70 độ C trong 20 phút và 100 độ C trong 1 phút. Có thể tồn tại trong môi trường có độ pH từ 3,5 đến 11,5 và ở các dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, quần áo của người chăn nuôi trong nhiều ngày. Hiện nay, công tác kiểm soát dịch tả heo châu Phi còn gặp nhiều khó khăn do một số địa phương chưa chủ động tổ chức giám sát, kịp thời nắm bắt thông tin và báo cáo tình hình dịch bệnh chưa chính xác, kịp thời, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo phòng chống dịch.
Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, nhờ tinh thần vượt khó, vươn lên, dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1990, ở xã Thanh Hòa, huyện miền núi Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, đã khởi nghiệp thành công với mô hình sản xuất và chế biến hạt điều ngay trong thời điểm giá điều bấp bênh hiện nay. Sinh năm 1990, năm 2009, sau khi lập gia đình, thanh niên Nguyễn Văn Thắng bắt đầu lập nghiệp bằng nghề thu mua nông sản trên địa bàn. Năm 2012, nhận thấy tiềm năng và cơ hội cho mình tại thủ phủ điều, anh đã mạnh dạn đầu tư toàn bộ vốn liếng tích cóp được để thu mua 5 bàn chẻ điều, mở xưởng điều thủ công. Nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của các cấp bộ đoàn, cơ sở của anh đã có vóc dáng như ngày hôm nay. Thứ nhất là mình cũng không được học cao đầy đủ giống như các công ty của nước ngoài hay các doanh nghiệp khác, thì mình chỉ cố gắng tìm tòi học hỏi và rồi từ từ phát triển thôi chứ. Năm 2014, nhờ tiếp cận vốn vay ưu đãi tại địa phương, anh mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại. Hiện nay mỗi ngày xưởng của anh sản xuất và chế biến được từ 4 đến 5 tấn hạt điều nhân. Bây giờ là ngày 4-5 tấn thì cũng đang muốn phát triển thêm từ từ sẽ đến 6-7 tấn trên ngày cho đến chục tấn. Sẽ mở rộng thêm cái máy móc để cho đỡ công lao động. Hiện nay xưởng sản xuất và chế biến điều của anh Thắng đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 40 lao động tại địa phương, chủ yếu là lao động trẻ với thu nhập trung bình mỗi tháng từ 6 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra trong xã Thanh Hòa, thanh niên nào có nhu cầu làm thêm, anh Thắng cũng tạo điều kiện nhận vào trong các buổi tối, mùa mưa trả tiền công theo giờ để họ tăng thêm thu nhập. Thưa quý vị, xin được chuyển đến một nội dung rất đáng quan tâm khác. Quý bà con thân mến, trong nhiều chương trình trước, chúng tôi có phản ánh về phương pháp sử dụng thiên địch trong bảo vệ cây trồng. Đây là một trong những phương pháp hữu hiệu trong sản xuất nông nghiệp bền vững, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, để cung cấp thêm thông tin về phương pháp này, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với nội dung trao đổi của phóng viên chương trình với một nhà nông có nhiều kinh nghiệm quản lý sâu hại trên vườn bằng thiên địch. Kiều Anh mời quý vị cùng gặp gỡ với một nhà nông ở huyện Đức Trọng áp dụng nuôi thiên địch ở trong vườn để giúp cho cây trồng có thể chống lại các loại dịch bệnh. Vâng, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu về các loại thiên địch ở trong vườn của mình không ạ? Đây là con thiên địch mà cái tên của nó mà tên thương mại nó là Wikisimat. Là mình hợp tác với lại công ty Festiro của Việt Nam, mình có văn phòng ở trên Đà Lạt. Người ta nhập trực tiếp từ bên Hà Lan về để cho mình nhân nuôi trong vườn để nó kiểm soát cái dịch bệnh. Thứ nhất là về những con côn trùng gây hại trong vườn mình như là nhện đỏ, bọ chĩ, bọ phấn, rồi nhện trắng. Thì anh nuôi cái loại thiên địch này bao lâu rồi và anh có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm cá nhân trong cái việc nuôi thiên địch thành công hay không ạ? Anh nuôi thiên địch này đã được 2 năm. Khi mình làm hợp đồng thì bên công ty sẽ cử những chuyên gia của người ta, những kỹ sư nông nghiệp, người ta sẽ hướng dẫn mình. Cách thứ nhất là cách nhân nuôi trong vườn như thế nào để khi mình thả xuống thì cái con này nó rất mẫn cảm, nó giống như con tằm. Cái nghiêm ngặt nhất về cái hóa chất, mình không được xịt hóa chất mà mình đã xịt lên là những thuốc nấm rất nhìn rất đơn giản nhưng mà mình xịt lên là con này nó sẽ chết, nó không sinh sôi lại nữa được. Mà khi mà mình nó chết đi là mình phải nhập cái thứ mới mà phải có thời gian, thí dụ như cái thuốc nấm mà có những dòng thuốc nó tới 3-4 tuần mình thả con này lên nó vẫn chết lại thì mình lại mất tiền nữa. Nhất là mình thả nó này, mình từ khi mình trồng cây ớt xuống là mình phải ghi nhật ký. Rồi là cái dịch bệnh mà trong cái nhà mình là mình vẫn phải ghi chép tỉ mỉ. Để mà khi mà mình muốn thả nó xuống thì nó sẽ có những cái gì mà nó hại hay là không hại thì mình mới thả được. Như vậy thì trong quá trình mà nuôi thiên địch thực tế ở trong vườn thì anh thấy là cái loại thiên địch này nó có mang cái giá trị thực tế đến cho vườn của mình hay không ạ? Thực tế là nó rất là tốt cho khu vườn của mình. Thứ nhất là trong vườn mình là không có hóa chất độc hại. Cái nguồn vốn mà mình bỏ ra thì nó mắc hơn so với mình xịt thuốc. Nhưng mà mình là quản lý được cái dịch bệnh. Mình không phải lo về vấn đề là mình ngày này phải mua thuốc gì, ngày mai phải mua thuốc gì để mình điều trị cái con bọ chĩ hay con nhện của mình nó đã kháng thuốc. Mình ra vô mình có coi vườn rồi mình coi cây ớt mình rờ thì cũng phải hóa chất thì nó cũng nhiễm vào người mình, còn cái này là mình không có hóa chất gì cho nên là mình thấy người mình nó khỏe cả đã. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Quý bà con thân mến, nội dung vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin,
vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.